Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, chịu sự chi phối của khối không khí lạnh tầng thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên trong 3 ngày tới, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Đặc biệt, mưa sẽ có xu hướng gia tăng về cường độ trong ngày mai, ngày 13 tháng 1. Bà con cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Do có mưa nên kết hợp với khối không khí lạnh nên trong ngày hôm nay nền nhiệt duy trì ở ngưỡng thấp với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 19 đến 22 độ C, phía Tây Bắc nhiệt độ từ 23 cho đến 26 độ C và vùng núi sẽ từ 16 cho đến 19 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Tại Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác, nhiệt độ sẽ từ 23 cho đến 26 độ C và có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc tầng thấp dồn xuống nên khu vực này sẽ có nhiều mây đi kèm với mưa rải rác. Tuy nhiên thì lượng mưa không nhiều và nhiệt độ cao nhất sẽ từ 26 cho đến 28 độ C. Riêng các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận ban ngày trời nắng với mức nhiệt cao nhất sẽ từ 28 cho đến 30 độ C. Tại Nam Bộ, trong 3 ngày tới vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, ít mưa, có chăng là chỉ xuất hiện rải rác một vài nơi vào chiều tối và đêm. Nền nhiệt trong sẽ phổ biến từ 27 cho đến 30 độ và 31 cho đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Người dân tại các vựa hoa trên khắp cả nước đều đang tích cực chăm sóc hoa cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, thì mưa kéo dài cùng với ẩm độ cao là điều kiện lý tưởng để bệnh phấn trắng xuất hiện và gây hại mạnh trên cây hoa cúc. Bệnh do nấm Oidium Chrysanthemum gây ra và nấm bệnh phát triển thuận lợi ở nhiệt độ từ 15 cho đến 25 độ C. Vết bệnh ban đầu chủ yếu là trên lá non, những phần non của cây đang tăng trưởng dạng bột màu trắng xám và hình bất định. Mặt dưới lá thì chỗ vết bệnh màu vàng nhạt và bệnh nặng thì sẽ làm lá vàng khô héo và rụng sớm, nụ thối, hoa nhỏ không nở được hoặc là nở lệch về một bên. Để khắc phục bệnh phấn trắng trên cây hoa cúc, bà con cần lưu ý một số những biện pháp sau đây. Trước tiên thì cần chọn giống kháng bệnh, ngoài ra thì bón phân cân đối và chú ý là bón kali. Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, ngắt bỏ lá già, lá bị bệnh đem đi tiêu hủy. Hạn chế bón phân đạm khi bệnh xuất hiện. Và ngoài ra thì khi bệnh xuất hiện thì cần dùng một trong các loại thuốc có hoạt chất như là Anvin 5SC, Score 250EC, Ridomin MZ 72VKP để phun khi cây chớm bị bệnh. Chuyển sang thời tiết trên biển. Thưa quý vị, trong đêm nay, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc giật cấp 6, cấp 7 và biển động, độ cao sóng từ 2 cho đến 3,5 m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 m. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Bà con cần hết sức lưu ý. Và như thường lệ, trong phần thời lượng cuối sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong hôm nay và ngày mai.